Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hồi sáng thì anh em mình đã chơi một trò chơi là nhảy bao bố rồi. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, mình thì lâu lâu mới được nghỉ ngày chủ nhật thôi, nên là tập trung anh em lại. Ngày hôm nay mình sẽ làm luôn hai clip một lần anh em. Thì mình sẽ làm một nồi lẩu, bịt mắt ăn lẩu nha anh em, bịt mắt ăn lẩu siêu cay. Người nào ngồi đến cuối cùng thì sẽ có giải thưởng. Nhưng mà giải thưởng bây giờ thì nó ít hơn rồi anh em ạ. Đây anh em, nguyên liệu gồm có tôm này, hến này, mực này, đó, rau rau các kiểu ấy. Đấy, trong này có xương xương hầm đấy nhá. Xương hầm rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn. Đó thì mình đã mua rất là nhiều đồ ăn rồi. Cho nên là tiền thưởng cho cái giải nhất hôm nay là chỉ có 50 ngàn thôi anh em, không có giải hai đâu. Tại vì mình cũng hết sạch rồi. Mình chơi hôm nay là ăn lẩu siêu cay nha anh em. Đó. Bịt mắt tất cả mọi người lại. Rồi tư thế là gấp. Đó. Thì nếu mà gấp phải cái gì thì phải ăn cái đấy. Nếu không ăn được thì coi như là người đó bị đoạn. Đó. Cho vô một ít mực này. Mực rất là tươi anh em ơi. Siêu ngọt luôn. Lúc bây giờ chúng lúc em hổ. Chúng tôi chẳng có chơi nữa. Rồi bắt đầu. Ăn đi. Mở ra. Cái gì ra? Mở thôi. Chỉ thôi. Ra lên luôn. Khi thì làm anh thôi. Rồi thằng nào gắp được cái sướng này. Tao à này, cầm tay lên khơi. À, gắp được cái kim sướng rồi. Ngon không? Mày đi ăn bút cây bông. Anh mà nấu thì khỏi về ban rồi đúng không? Thế nếu mình gắp được cái như vậy. Ây đúng không? Rồi, một một đồng chí đã bị loại. Răng nó có chỗ đang răng gặp được mực được. Có. Gặp cái gì ăn cái đây. Gặp được ăn được không? Mình kiếm một gặp được đấy. Thằng này công nhân vẫn nữa đó, tên nó. Em đang suy đoán được. Rồi. Ai ai nhu gặp bông sướng mình chứ. Thằng ấy gặp ra nhúng tay đón này. Ăn rồi có chỗ không? Bỏ đưa, bỏ lắm các bạn ạ. Nói like cái không? Ngon các bạn ạ. Nói like cái. Like ngon luôn. Ngon lắm, siêu ngon. Ui ơi ơi. Ông thằng ăn cái chết à. Chúng ta thua à? Ai thua à? Ông hại của mình đâu, cả cái chiến này à? Nó thử gì? Ôi em thử quá chết. Em được chứ nhé. Ừ, được rồi, kể thấy đi. Ta kể chỉ quá lắm này. Ừ, chú đúng không ạ? Bọn nắm rốt, nguyên gõ, cháy ra máy. Nguyên gõ, cháy ra máy. Bọn đấy cả dây còn. Cô bỏ cô không? Khốn à? What? Nọt lên đây, cắn nữa nọt luôn. Đẹp bỏ cái tay, không bao giờ chưa thua. Không bao giờ chưa thua. Lên 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 nè. Trong đôi manh cũng có một cái hết cái nha. Chụp bàn này. Em bỏ cuộc. Em bỏ cuộc à? Cái này là hai cái bỏ cuộc. Ơi, máy mình còn nọt được cái hết cái. Hai nha.
em một con. Con sướng đi. Sướng sáng đây con gái được. Con sướng đây được. Chứ mà em có một cái ở trong đôi. Em đứa được. Em phải ăn. Đó không một cuộc. Ta chỉ tay cái này ai muốn như nào không? Anh Xuân. Cái gì? 5 đứa nữa. 5 đứa nữa. Nếu mà ăn được thì bỏ cuộc nhá. Anh không nghèo đâu. Đứa bỏ cuộc được à? Đứa con này bỏ cuộc rồi. Em từng đi ăn đúa. Trời ơi. Ê đi thôi đi. À rồi để cho tướng miếng bỏ cuộc luôn à. Cho miếng nhìn chứ. Cá bên chiến bỏ cuộc chứ. Dưới này cá bên chiến này. Ăn thôi cho đi đâu. Ăn ăn một cái rồi. Thân nhãi luôn nhưng mà ăn đọt đâu. Mô, cái nồi mô. Chưa ăn được. Chưa để cho chỉnh tối mình. Đưa mình ăn cái à. Rồi, tướng sắp bỏ cuộc rồi. Bỏ cuộc đi. Lâu quá. Bỏ cuộc à? Bỏ cuộc cái. Kéo lên kéo. Lớp này nó đã 4 lớp nữa. Lớp học thôi. Má cái rau. Rồi ăn đi. Cái đấy. Ê. Cuồng đi thôi. Để cho bốn người đi nữa. Bấy bấy cái thứ nào mà cũng đừng thèm. Lấy từng bữa thôi. Em không. Rau này. Vô cục. Tao có cái nóng mặt thế. Mạnh ngâm. Vô đây. Ơ cày. Vân cửa tối. Mày có một tay hết cái rồi. Đó ăn cái đâu. Tao ăn cái này. Đó là con mực, đó là con mực. Đó. Nó bỏ ăn luôn, bỏ cuộc. Đúng. Từ mai nó cứ là con. Chạy đi con. Đi rồi. Rồi, thằng nữa có một tay hết cái rất là to. Ăn không? Thằng mày. Bỏ cuộc mày ơi. Con đời gì mơ. Đừng có giục em bỏ cuộc, em ăn bỏ thật đấy. Rồi có người sắp bỏ cuộc nữa rồi. Ai? Bây giờ. Em à, chưa bỏ cuộc còn nuốt đi. Ui. Nuốt đi đâu vậy? Toàn là những đối thủ đáng gơm. Những đối thủ đáng gơm như nắng à? Nước ngọt nè. Ăn nước ngọt à? Vâng, nước ngọt thì chưa. Nước ngọt thì chưa. Nước ngọt thì bỏ cuộc. Thằng này là hoa tướng không? Hoa đại nhân. Ăn một cái siêu ngon thằng luôn. Lấy cái này ăn nữa. Cúc xe là mua cái rồi. Ăn cái rồi. Ăn chưa? Ăn thử đấy. Ăn luôn rồi ạ. Con này bỏ cuộc. Bỏ cuộc. Đứng bỏ cuộc à? Tai đứng bỏ cái luôn. Đứng bỏ nói. À tai bỏ cuộc rồi, tai bỏ cuộc. Không biết rồi. Bỏ cuộc cái đã. Rồi. Rồi, bỏ cuộc đi ra để hai đối thủ còn lại chơi nào. Rồi thằng này lại bỏ cuộc. Thằng này lại bỏ cuộc. Nó chắc đi cái mày đó. Đừng có đi mày lấy 100. 100. Cái sáng 50 nữa rồi. Cố lên. Hãy cố gắng mà. Dựa bỏ cuộc rồi. Tại thế này. Chủ mân 5.1 luôn. Lúc cái mày chịu gần. Đừng có để nó kiếm thằng. Nước chó xuống. Quay mạnh ăn luôn bỏ qua một qua đây tao cản cho tao đi qua đây muốn ăn tiếp bận rồi đừng có ăn được không hay là bỏ cuộc cho em phải cho
Thầy chi? Khoai. Khoai à? Ok, ăn cho. Tôi tỏi nha. Để ăn tim này giống mày thêm 5 muối vậy nè. Lại lẹn cái muối vậy đấy. Tại bên trên à? Ok, chờ nữa lên. Mày mày bị có trái à? Nó có trái đi đâu có gặp bạn. Em thấy cái gì anh gặp chứ không? Khoai rồi nè. À. Được một cuộc chưa? Chưa thì Đức phải ăn nha. Chiến cương thì em đỡ mặt rồi. Em đỡ mặt rồi, em chưa thua đi. Mày nuốt đi. Mày đỡ mặt rồi. Đức cố gắng lên, mày đỡ mặt rồi. Tao cần ngủ. Anh để bên má này. Nếu mà Đức ăn là Đức thua luôn này. Một. Đi con thua. Hai. Chưa tung tay. Gặp chân nó gặp được mấy. Anh để. Anh phân mày tư gặp đi. Ba. Rồi. Rồi. Ba. Đức dư lỗ rồi thế ai chấp nhận được? Anh chỉ có một trẻ cây nằm bao cuộc kia mà mày đặt một trẻ cây nằm bao cuộc. Mai cho tao gì đấy? Mai cho tao gì đấy? Đéo. Đéo. Và đéo. Ô. Đừng mà. Được cầm nặng đấy. Khoai, khoai, khoai về đâu? Chỉ là quốc nặng ở đây thôi. Nào đâu căng cậy. Đừng cậy hơn. Tại đó má. Đôi đớp, tại không? Ờ, giờ chúng ta quyết định là đồng chí Mạnh là người chiến thắng. Em đã bỏ cuộc quá lâu rồi. Rồi. Chiến thắng chưa? Chưa. Ừ, gắp tiếp. Để nhân cái được. Đây. Xin lỗi luôn. Nhân đầu gãy chân. Ta, dám mất pháo. Nhân đầu cực kỳ lên gãy chân. Gặp nhau đi. Đi cho nhé, đã ăn chưa mất. Đúng nha, cái nợ cất cho chú đây mà sao chú làm tiếp đó. Đừng có đổ ra. Ê, làm gì? Giờ đây, chú gặp. Bỏ anh này trong bông nhá, Mau! Thằng mày đấy. Mau lên đứa. Ơ mày nhảy ra, Mau! Rồi xin chào tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình. Đây là số tiền cuối cùng trong người mình luôn. Hết tên anh ạ. Số tiền cuối cùng trao cho người đạt giải nhất. Đó. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình. Đó. Nếu thấy hay thì like, subscribe các kiểu đi. Đăng ký và bấm chuông để nhận được những cái video mới nhất của mình. Đó. Mình sẽ càng ngày sẽ càng làm những video hay hơn cho anh em xem ha. Hay hơn và chất lượng hơn. Cảm ơn anh em nhé. Bye.
Chả phải chiến thì phải chiến thôi. Chả ai thắng luôn. Wow. Còn chiều chiều lý chỉ có chắc lo với chiều như ta lời.